Tiếp tục thông tin liên quan tới vụ võ sư Nguyễn Xuân Vinh, sinh năm 1987, đánh đập vợ dã man khi mà vợ đang bế con gái chỉ mới 2 tháng tuổi tại căn hộ trong trung cư ở quận Long Biên, Hà Nội, gây phẫn nộ dư luận những ngày vừa qua. Sáng nay, 29 tháng 8, Công an quận Long Biên cho biết, chị Vũ Thị Lờ, 27 tuổi, đã rút đơn tố cáo chồng là võ sư Nguyễn Xuân Vinh. Và hiện tại con vẫn đang nhị, nhưng mà vấn đề là cái tư cách con người, cái cách hành xử nó phải thay đổi, tư tưởng nó phải thay đổi. Không phải là cứ nhịn mãi được người ta là người chứ không phải là cái bao cát đâu mà để chỗ để chút giận. Theo thông tin từ Công an quận Long Biên, người phụ nữ đồng ý hòa giải. Còn anh Vinh cũng viết đơn cam kết không tái diễn hành vi đánh vợ, không đe dọa vợ và gia đình bên vợ. Trong đơn cam kết gửi Công an phường Thạch Bàn và Công an quận Long Biên, Nguyễn Xuân Vinh, 32 tuổi, thừa nhận do nóng giận nên đã gây ra vụ hành hung vợ vào tối 26 tháng 8. Nhận thấy việc làm đó là sai trái. Người đàn ông này nói bản thân rất ân hận. Đồng thời, Vinh cũng cam kết không tái diễn hành vi đánh vợ và chấm dứt đe dọa, khủng bố tinh thần người thân của chị gái vợ. Công an quận Long Biên cho biết thêm, sau khi chị Vũ Thị L. xuất đơn tố cáo và Nguyễn Xuân Vinh viết cam kết, cơ quan chức năng đã tạm cho người đàn ông này về nhà để xem xét xử lý sau. Chia sẻ với báo chí, vợ Nguyễn Xuân Vinh cũng khẳng định lại là do không muốn ảnh hưởng đến tương lai của hai con và tâm lý hai gia đình đã quá mệt mỏi nên chị quyết định rút đơn tố cáo sau khi người chồng cam kết sẽ không đe dọa bạo hành nữa. Thứ nhất, anh ta đồng ý ly hôn trong em đẹp và thứ hai là tạo điều kiện cho chị nuôi con. Và cuối cùng là chấm dứt mọi hành vi đe dọa chị cùng bà gia đình chị. Tối ngày 28 tháng 8, sau khi hòa giải xong thì Vinh được công an thả về và gia đình hai bên đã chấp nhận cho con trai lớn 7 tuổi ở với Vinh sau khi thống nhất người vợ cũng đồng ý với mong muốn của vinh nhưng yêu cầu vinh phải luôn tạo điều kiện cho chị được thăm con cuối tuần phải cho con về chơi với mẹ đặc biệt là khi vinh đi công tác không được gửi con khắp nơi làm ảnh hưởng đến việc học của cháu mà phải đưa con trai về với mẹ